Ở đó hết biết à thầy. Còn chứ, còn bây giờ bán cho đem xuống thế chứ ai mua làm biến đem. Nhưng mà thứ hai thì mình rửa ra tới là mày nhận ngày đem. Ở trên nhà cũng có người mua. À bị gì để rồi đó. Rồi thôi, đánh đây. Đánh xuống. Hộp chú sống hả? Ở nhà ăn được ha, ở nhà nhà nghỉ mà sao lại đi? Vậy là có gì
cái nó còn biển nó nhiều cái nó ở trên mặt á. Thêm ba hộp. Hết chuối á. Canh gì vậy chị? Cái canh bầu với lại mút. Nào điện mà ta, nào áp suất mà nấu ở nhà ăn cho thấy. Cái khô sợ nó khô quá để thấy nó khô. Nói lại con cơm để ai. Bữa ăn nó cũng khô, cứng giống như sống vậy mà nó không có bột mà ý là nó cứng hết à, như sống. Cơm nào mấy điểm gì đó. Lấy hả? À được. Đi xét cái này thằng